Xem ở đây, mọi người đều biết rằng đào tạo hành xáo y tế là quan trọng. Hôm nay khi dọn dẹp, phát hiện bảng gỗ đã là lông rồi. Sau đó nhìn thấy căn cũng không ngừng sờ tai, cảm thấy có vân nạ trong tay anh ta. Lấy dụng cụ khử trùng trước, lấy bông cồn và dệt cho anh ấy. Sau đó, kiểm tra trước. Dệt tai lại đây. Đầu tiên, từ từ khám phá. Tìm thấy bên trong có ổ cứng, nhẹ nhàng nhặt nó lên. Bởi vì tai là nơi dễ bị tổn thương hơn, cho nên nó nhất định phải cẩn thận. Từ từ lấy ra. Nhưng sau khi kẹp ra, cảm thấy bên trong còn có thứ gì đó. Chúng ta tiếp tục. Sau đó khám phá bên trong thêm một chút. Đã bị đầy đến sự chậm trễ. Từ từ lấy nó ra. Xong.